và nhằm nâng cao hiệu quả của lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 1, người dân được quyền ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ. Đây là quy định mới theo thông tư số 67 năm 2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, đa phần người dân đều ủng hộ khi thông tư này chính thức có hiệu lực. Thông tư số 67/2019/TT-BCA quy định, người dân được giám sát công an nhân dân trong việc thi hành các quy định của pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông và việc chấp hành quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Nhiều ý kiến đồng tình về quy định này. Theo em nghĩ thì khi mà ra luật như vậy thì rất là tốt. Tại vì người dân có thể là sử dụng camera để ghi lại những hình ảnh mà cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Như vậy thì sẽ tránh được những sự việc mà tiêu cực trong cái cảnh sát giao thông khi mà họ thi hành nhiệm vụ. Theo em nghĩ thì cái thông tư 67 này thì nó có thể là khả thi đối với người dân và cảnh sát giao thông khi mà cái vấn đề này nó minh bạch và được người dân giám sát. Một số vướng mắc mà chưa có giải thích thì người ta sẽ có những cái phương án hay là một số cái hình thức để người ta giám sát và người ta tìm hiểu rõ hơn. Theo quy định có 5 hình thức giám sát đối với cảnh sát giao thông gồm: thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân, thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc, thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình. Chúng tôi đánh giá rất cao cái tinh thần cầu thị tấn công của ngành công an và đặc biệt là giúp cho người dân có cái thông tin đầy đủ hơn, minh bạch hơn về hoạt động của lượng chức năng, giúp cho người dân tham gia giám sát đấy để góp phần vào cái việc mà nâng cao cái nhận thức, hiểu biết và sự ủng hộ của người dân đối với quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Và nữa là giúp cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ tốt hơn. Trong quá trình thực hiện giám sát lực lượng chức năng, người dân cũng cần lưu ý, việc giám sát phải khách quan, trung thực, đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở, ảnh hưởng đến việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng, bảo vệ tốt hình ảnh, uy tín của người chiến sĩ, cán bộ.